Hello, xin chào quý vị các bạn, trở lại với fanpage và kênh YouTube Hoàng Nha TV. Hôm nay tiếp tục review bất động sản, thì review một sản phẩm vùng ven mọi người nha. Lô đất thì nó nằm trong khu dân cư hiện hữu luôn. Đây là nhà này. Ở đây thì dùng nước sạch rồi, điện này, nhà cửa tận nơi. Đó, đẹp không cả nhà. Địa thế nằm vị trí khá là cao, mọi người thấy núi không? Đó. Dưới đây là hướng lộ 62. Từ đây thì xuống hướng lộ 62 khoảng 300m thôi. Đất nằm hướng Tây Bắc mọi người ạ, nhìn ra đây thì bốn bề. Cái này là không có núi nhưng mà đây bên cạnh này. Đó, xung quanh đều là núi. Cái thế đất rất là đẹp mọi người ạ. Với tổng diện tích là 515m2, mặt tiền rộng 10m7 mọi người nha. Từ cái cột này này. Xem sát cái nhà này. Thì thẳng sau cái dừa kia. Đó. Sổ đất nông nghiệp và quy hoạch đất ở 100% mọi người nha. Quy hoạch ở trong căn khu dân cư hiện hữu rồi. Ở đây thì hiện tại chủ đã đăng ký chuyển mục đích rồi mọi người ạ. Nên chúng ta sang năm chúng ta lên một ít khoảng 200m2, chúng ta xây một căn nhà vườn khu vực này rất là ok. Thôi từ vị trí này về đến trung tâm của Diên Tân, chợ và ủy ban nhân dân thì được khoảng 1 km thôi. Về đến thành phố Nha Trang khoảng hơn 20 cây thôi mọi người ạ. Đường xá rất là thuận tiện. Được hiện trạng theo Hoàng Nha TV quan sát bằng mắt thường thì đường rộng khoảng 5m mọi người nha. Tính cả lề mỗi bên 50 phân là được khoảng 6m đó mọi người ạ. Đó. Xung quanh thì cây cối vườn tược rất là tốt mọi người. Mọi người thấy dừa không này? Họ trồng dừa xanh ngát luôn ạ. Đây chung là địa thế mát mẻ. Chiều lại tầm này thì trời bắt đầu đổ mưa. Đấy. Những cái vùng mà Khánh Vĩnh và Diên Khánh mà sát sát nhau này là buổi chiều hay có mưa lắm. Nên cái việc trồng trọt chăn nuôi chúng ta rất là thuận lợi mọi người ạ. Còn xung quanh mọi người thấy dân cư không? Dân cư hiện hữu này. Cực đẹp. Cửa toàn bộ đất ở mọi người nha. Đó, rất là đẹp. Đấy, quá đẹp luôn. Sổ đỏ sở hữu cá nhân mọi người nha, an tâm nhé. Giá bán này khoảng 1,2 tỷ mọi người, 1,2 tỷ triệu đồng cho sản phẩm đất này. Diện tích 515m2, ra sổ mới cho khách hàng luôn. Kỵ. Okay. Hôm nay Hoàng Nha TV có đi ghé qua đây đưa khách xem đất và dừng lại quay clip này cho mọi người cùng coi. Mọi người quan tâm sản phẩm này thì inbox cho Hoàng Nha TV, có số điện thoại trong phần mô tả để chúng ta xem sổ, xem đất mọi người nha. Thương lượng trực tiếp với Hoàng Nha TV. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Bye bye.